Tuy nhiên là như anh thấy rằng là cái vé xe buýt ở Brighton hình như có vẻ là đắt hơn các thành phố khác. Thống nhất. Nhất sẽ là thống nhất. Ừ, thống nhất. Thì 2 triệu hay là 1 triệu mấy thì không, bên này là 30 triệu thôi. Kinh nghiệm sương máu. Có những ngày mà em cảm tưởng em phải đi bộ về nhà thật luôn ấy. Nhà ở. Địa điểm vui chơi ăn uống ở Brighton. Shopping. Chúng ta vừa nhắc đến là cái quãng đường đi lại giữa Hove, Brighton lên trường, quãng đường đi nó khác nhau. Bây giờ làm thế nào chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí đi lại nhất có thể? Thật sự đẹp. Đi xe đạp, nhưng mà thực sự thì ở bên này đi xe đạp rất là nguy hiểm. Nó khá là khác với ở Việt Nam. Để mà nói thì ở Việt Nam đi xe gắn máy và xe đạp, khi mà ở trong cái môi trường mà lúc nào cũng có những cái xe bé bé như thế thì họ luôn có một cái sự cảnh giác với những cái xe như thế. Ở bên này thì họ đi ô tô, nhất là ô tô và xe buýt, nó có một cái, những cái xe lớn nó có một cái gọi là điểm mù. Đó là khi mà mình overtake, có nghĩa là khi mà mình vượt lên á, vượt đúng luật. Nhưng mà có những cái điểm mù bởi vì xe nó lớn, họ không nhìn thấy được mình. Và họ khi mà họ ra xe, họ tung chúng mình. Về những cái đó rất là nguy hiểm. Đi ở bên này thường thường nó sẽ có những cái lane, những cái đường dành riêng cho người đi xe đạp. Nhưng mà nó cũng không có phổ biến lắm, thường thường là ở những cái khu lớn thôi. Cho nên là đi xe đạp cũng được, nhưng mà bạn phải luôn cẩn thận và luôn biết là khi vượt phải vượt như thế nào. Ở Brighton thì địa hình cũng đồi núi nữa, cho nên là nếu như bạn mà nếu bạn thuê cái xe đạp mà hay cho thuê thì nó rất là nặng. Hôm bữa mình đã một lần rồi, lên dốc không nổi, phải dắt thôi, không lên dốc được, với xe đó nó rất là nặng. Còn những cái xe đạp đua bên này xịn thì không phải rất là đắt. Ừ, xe đạp thà mua xe buýt thì nó sẽ xe đạp bên này không có giống như ở Việt Nam đi ra mua xe gì, xe Martin, xe thống nhất xe đạp thống nhất. Ừ, xe 2 triệu hay là 1 triệu mấy thì không, bên này là 300 triệu thôi. Hơn nữa là xe đạp bên này dễ, rất là dễ bị mất cắp. Khi khóa là phải vừa khóa khung sườn, vừa khóa bánh, vừa khóa cả hai bánh vào khung sườn và vừa khung sườn khóa vào cây. Cho nên là chứ mình ở Cambridge thì những cái hình ảnh đó là thường khi bắt gặp, đó là xe chỉ còn khung hay là xe chỉ còn bánh, đó là chỉ có một cái bánh xe đạp nó cột vào trong trụ thôi, còn cái xe thì đi đâu mất không biết, hoặc là xe chỉ còn khung luôn, hai bánh đi mất đó. Cho nên hoặc là yên xe, rất là nhiều người tháo yên xe đi bán, bởi vì bên này thì ở đâu thì cũng có anh hùng, ở đâu có người khùng người điên, cho nên là luôn luôn nên cảnh giác và luôn luôn nên cẩn thận. Tốt nhất là nên đi xe buýt. Đối với các xe đạp hiện đại ngày nay, khi khóa xe, ngoài khóa thân xe, các bạn cần lưu ý thêm là phải khóa cả bánh xe và yên xe. Vì với chức năng tăng tiến Quick Release, các tên trộm có thể dễ dàng tháo gỡ bánh xe hoặc yên xe chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây. Nếu như các bạn quyết định đi xe đạp tại Anh thì hãy check out YouTube channel của Tony Nguyễn. Đây là một cyclist hardcore tại Anh, để có thêm các cái tips về đi xe đạp tại Anh cũng như là đi xe đạp tại châu Âu. Tuy nhiên là như anh thấy rằng là cái vé xe buýt ở Brighton hình như có vẻ như là đắt hơn các thành phố khác. Vâng. Có thấy đúng thế không? Thực ra là vé xe buýt ở Brighton đắt hơn. Mặt bằng chung thì Brighton cái gì cũng sẽ đắt hơn các thành phố khác. Thì Brighton được biết đến là London bé nhỏ, một phiên bản nhỏ của London. Mỗi tội là có biển thôi. Nhưng mà thế là tội. Thế này là mọi thứ, tất cả ở đây, từ nhà ở đến giá cả ăn uống vân vân, đi lại cũng sẽ đắt hơn là so với các thành phố khác. Và nếu như các bạn đến Brighton thì các bạn có thể cân nhắc cái sự lựa chọn là mua vé xe buýt trên điện thoại, rất là tiện. Hoặc là trên card. Và trên card thì có thể mua một năm. Thì nếu mà nếu như các bạn ở đây một năm, chọn một năm luôn, thì các bạn hoàn thể mua card đấy, mua một năm chọn luôn thì nó sẽ rẻ hơn là mua trên di động. Bởi vì mua trên di động thì bạn phải mua 3 tháng 1 thì nó sẽ đắt hơn cái thẻ đấy một chút. Tuy nhiên là nếu như các bạn ví dụ như là khoa với Linh này, ví dụ Linh là hè sắp về chẳng hạn, thì tất nhiên là sẽ mua trên di động thôi, thì nó sẽ kinh tế hơn, rẻ hơn là, bởi vì mình không ở đây một năm thì mình mua một năm thì nó lại đắt hơn là mình mua 3 tháng 1 về trong vòng 9 tháng. Thường thường ở đây giá thay hàng năm, và tháng 1 năm nào cũng tăng, dịch vụ không tăng nhưng năm nào cũng tăng, tăng đều. Nếu mà bạn ở hâu ở xa, bạn có thể mua vé tàu thì nó cũng có bán vé theo mùa, vé tháng. Như thế thì tùy những cái trip của bạn, vậy gần bạn gần cửa trạm nào thì giá nó sẽ khác nhau. Cho nên là các bạn nên tìm hiểu trước như thế. Và lúc nào thì nếu mà mua trên điện thoại thì lúc nào cũng nên cầm theo thẻ sinh viên, bởi vì họ có những cái đợt kiểm tra bất chợt, và nếu không có thẻ sinh viên thì họ sẽ không cho bạn lên xe.
Ngoài ra nếu mà mua vé ở trên xe vé xe buýt trên điện thoại thì cũng nên có một cái sạc dự phòng. Nếu không thì bạn sẽ không về được mà, nhà. Nhưng mà thường thường đa phần các bus ở Brighton bây giờ thì hiện tại là đã được update, đã được cập nhật lên hết là đều cắm, có cái cắm. Ừ, đều có chỗ sạc pin hết trên tất cả các bus. Nhưng mà nếu mà điện thoại chết bất chợt á, xong người lái xe buýt mà kiểu họ khó ấy, thi thoảng sẽ có người tốt, họ sẽ bảo là à ta sẽ tìm mày, mày cứ lên đi rồi mày cắm sạc rồi tao sẽ rồi mày chỉ không, tao sao. Đa phần chả được đâu, chắc Linh con gái đấy khoảng hỏi. Không, các bạn do Linh xinh ấy. Các bạn do Linh xinh ấy. Kinh nghiệm xương máu. Có những ngày mà em cảm tưởng là phải đi bộ về nhà thật luôn ấy. À, đây thì anh mua cái vé là vé có thể đi đêm luôn. Thì bọn em có mua cái vé đấy không, mà theo em thì có nên mua? Em nghĩ là không nên mua anh ạ. It was at this moment that he knew he fucked up. Bởi vì cái đấy là chỉ là sau 1-2 giờ sáng đúng không? Sau 1-2 giờ sáng thì không cần. Bởi vì trừ khi nào mà bạn ở quá xa, ban đêm bạn đi chơi đêm. Bạn đi chơi bạn bắt Uber. Cái tầm đấy bạn sẽ biết làm sao được nữa. Ừ, chứ còn nếu mà đi xe buýt thì cũng được, nhưng mà thực sự cái khoản tiền để mà mình trả thêm cho cái đấy nó quá là cao so với cái nhu cầu mình sử dụng. Nếu nếu như bạn 1-2 giờ sáng bạn mới đi về nhà thì bạn ngày nào cũng thế thì bạn nên mua, chứ còn đã lâu thì không cần thiết lắm. Vậy thì còn vấn đề là Brighton thì rất nhiều người chọn Brighton là vì sao? Vì rất gần London. Yeah. Vậy thì để lên London thì ta đi cái gì là rẻ nhất, tiện nhất? Lên London thì chỉ có đi tàu, hoặc là nếu mà đi ra Heathrow để mà về nhà bay về Việt Nam, hoặc là đi ra sân bay đi chơi du lịch thì nên đi coach. Coach thì sẽ rẻ hơn nhưng mà nó sẽ đến thẳng Heathrow. Còn nếu mà đi coach lên London thì nó sẽ lâu hơn. So sánh với cả tàu thì tàu từ Brighton lên London đi thẳng sẽ chỉ mất khoảng 50 phút. Còn tàu Brighton lên London 1 tiếng mà. Có hôm Linh đi nhanh có đấy 50 là, phút thôi, Linh nhảy tàu Gatwick. Đúng rồi, tại giờ đấy là Linh đi tàu Gatwick và thường thường vé tàu Gatwick sẽ đắt hơn. Nhưng mà biết Linh đây là chỉ mua vé thường và nhảy lên tàu Gatwick đi. Đấy. Chúng ta là thêm sinh một viên kinh chúng ta thêm là... một kinh nghiệm các bạn. Nhưng mà đừng làm theo các bạn nhé. Mình bị phạt một lần rồi. Bị phạt đấy, bị phạt. Không bị phạt. Thấy nói chuyện ra, nói chuyện sáng sáng một hồi xong anh ấy lại thả đi. Ừ thì nhưng mà mình là du học sinh thì có một cái tốt, có một cái mà mình lợi thế, đó là mình có thể giả vờ mình không biết tiếng Anh. Đúng rồi đấy, mình xác. Cần... Hello. I don't know, what happened? Vietnamese only. Nhưng mà nếu mà các bạn bay tới đây để mà di chuyển từ London ra Brighton thì hoặc là đi từ Brighton về nhà đấy, thì về Việt Nam đấy, thì có thể các bạn mình biết là Vietnam Airlines thì tới Heathrow, nhưng mà nếu mà tiện nhất thì nếu mà bạn có các vé ví dụ như Qatar thì họ tới Gatwick. Thì Gatwick rất là gần Brighton, bạn có thể lên train và đi thẳng từ train station tới Gatwick, không có cần chuyển gì hết, rất là nhanh, chỉ cần như 40 phút nửa tiếng. Mà vé tàu có tầm 7-9 bảng gì đấy, 7-9 bảng, rất là rẻ luôn. Còn nếu như mà bạn về Heathrow thì bạn phải đi coach, còn nếu mà bạn đi train thì bạn tới cái Victoria và bạn phải đổi underground các thứ, nó ví dụ nếu mà có một cái vali thôi thì không sao, nếu mà có nhiều cái vali thì nó rất là bất tiện. Cho nên tốt nhất là nếu như mà được thì thấy vé rẻ hơn thì đi các biết cũng tiện hơn, còn không thì nếu mà tới Heathrow thì nên đi khóc. Nếu mà bạn xa hơn thì bạn thử taxi. Linh, thôi. Thì đấy thì vé xe khóc thì tầm 15 đồng. 15 đồng, còn taxi... Đi taxi có 200 đồng chứ mấy. Làm gì có, taxi tầm 130. Ôi, đợt Linh đi Heathrow về Brighton cái hồi ngây thơ non nớt, không biết đi về kiểu gì, Linh chưa đặt chân đến Brighton đã bay mất 200 đồng. Linh có phải là Linh bắt taxi tại yes. Ai biểu ngu. Trời ngu chết ơi. Là mình tập gì? Đâu, tại vì nó đổi sân bay nào có biết đâu. Có biết cách về đâu mà đợt đấy kiểu đặt một xe thân trên một mạng, mình. Nói chung là ở bên này tất cả cái gì mà bạn đặt trước đều rẻ hơn, và tất cả cái dịch vụ gì cũng đều có trên mạng hết. Cho nên là cứ đặt trên mạng là rẻ nhất. Thế ví dụ như là anh muốn đặt về London chơi một ngày thì lên trang nào đây? Và mua cái vé gì? Thì thường là nếu mà bạn đi nhiều á, bạn đi xe, bạn đi tàu nhiều thì nên có một cái rail card. Thì giá là như là 31 đồng một năm. 30 năm. Nhưng mà nếu mà mua 3 năm thì chỉ có 72 đồng. Rất là rẻ. Thì hơn gấp đôi một cái. Nếu như mà bạn đi nhiều thì đó là đáng.
có một cái app chính thức của cái National Railway của cái gọi là hiệp hội đường sắt liên hiệp Anh Quốc ở tiếng Anh Quốc Anh sao nhưng mà cái trang đấy thì nó rất là sàn cà tàng, hình như là của chính phủ trả tiền là không, còn cái trang Trainline là của tư nhân và họ đặt giá vé y chang, thậm chí là rẻ hơn. Cho nên là bạn cứ tìm cái app, cái phần mềm hoặc là bạn mua trên trên mạng thì những cái đấy bạn đều có thể đặt một cái là đặt vé trước và sau đấy collect ngay tại bất kỳ một train. Cái ga tàu nào thì nó đều đảm bảo là đều rẻ hơn cho bạn. Có một cái giờ cao điểm tầm 4 giờ 5 giờ, nhưng mà bạn đi chơi thì đã 8-9 giờ mới về, hoặc là ban ngày thì đi chơi thì tầm 10 giờ đi thì giá vé nó rẻ, còn đi trước đã 9 giờ thì giá vé nó mắc hơn. Có một cái là travel card ấy, là đi lên lên đỉnh là có thể đi bus được nè, đi underground đi các thứ thì tầm 20 đồng, thì là như thế. Nếu mà các bạn mua sớm thì chỉ có cả travel card 23.90 đồng, nhưng mà nếu mà bạn mua sớm một tí thì thường chỉ tầm 20 đồng thôi. Và như là một trong lợi thế lớn của Brighton chính là di chuyển lên London rất là dễ và cũng là tương đối rẻ nữa. Rẻ thì có lẽ là cũng chưa chắc. Chưa chắc là tại rẻ. Tại vì lên London nó sẽ bù lại những khoản rẻ. Bây giờ đến vấn đề chính, chúng ta sang đây để làm gì? Để học.